Rồi, xin chào bạn ạ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn cách mình có thể gom nhanh các ứng dụng này ha, mà mình thấy nó hợp lý, nó dễ điều khiển hơn trong một cái điện thoại Xiaomi nhé các bạn. Thì đầu tiên á, các bạn thấy không, nhìn có nhiều ứng dụng á, thì các bạn muốn gom lại, các bạn dùng hai ngón tay nha, chụm nó lại. Rồi, thì các bạn sẽ chọn, ví dụ mình đã chọn một số ứng dụng này đi. Đó, nó sẽ chung một cái thư mục, hoặc là các bạn có thể di chuyển qua một cái trang khác. À, rồi, khi chọn là các bạn giữ một ứng dụng nha, các bạn sẽ gom lại, các bạn sẽ di chuyển qua đây. Đó. Sau khi diễn ra rồi, các bạn muốn gom lại cho thành một thư mục nữa thì ok. Sau khi chọn rồi, các bạn chọn bấm vô cái biểu tượng thư mục này thì nó sẽ gom lại một thư mục cho mình ha. Rồi, thấy chưa? Rồi, xong. Các bạn có thể sửa tên thư mục thành cái gì đó ha. Phóng to là kiểu XXL nè. Thay đổi ha. Rồi, đó là cái mẹo để mình có thể gom nhanh các thư mục hoặc là di chuyển gom nhanh các app vào một thư mục, hoặc là di chuyển một nhóm app qua một cái trang khác ở trên điện thoại Xiaomi nhé. Đây là cái mẹo để mình có thể quản lý điện thoại mình tốt hơn. Cảm ơn các bạn.